Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Chương trình được phát sóng hàng tuần trên truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, từ năm 2018, thành phố triển khai đề án xây dựng khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông Thành phố Hồ Chí Minh tại quận 2, quận 9 và Thủ Đức, dựa trên các trụ cột chính là khu công nghệ cao, khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, khu đô thị mới Thủ Thiêm để hình thành trung tâm động lực tăng trưởng mới. Hiện nay, các khu đô thị đang dần hình thành, sẵn sàng kết nối, tạo nên khu đô thị sáng tạo phía đông như kỳ vọng. Và khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được xem như hạt nhân, trung tâm tri thức của khu đô thị. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến câu chuyện vai trò của Đại học Quốc gia trong việc hình thành khu đô thị tương tác cao phía đông và phản ánh về việc hình thành công viên khoa học tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng trước hết là phần điểm tin tức sự kiện tuần qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 11, diễn ra tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tuần lễ này, thành phố hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Ngày hội khởi nghiệp vùng và Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam. Tại đây, doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp tham dự triển lãm sản phẩm, dự án tiêu biểu trong vùng và các địa phương lân cận, hội thảo hỗ trợ liên kết phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với thế mạnh, hội thảo kết nối đầu tư giữa startup và doanh nghiệp. Tham gia Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam, các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động khởi nghiệp AI. Tọa đàm chuyên đề về AI trong tài chính ngân hàng, AI trong lĩnh vực y tế, AI trong khối doanh nghiệp. Liên quan quy trình vận hành và hệ thống SCADA, hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu, các cống ngăn triều thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tư pháp có ý kiến về pháp lý việc ban hành quy trình vận hành tạm thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Sở Xây dựng phối hợp với cơ quan đơn vị liên quan thẩm định phương án quản lý vận hành tạm thời. Đây là công trình thủy lợi thuộc nhóm A, công trình cấp 1, có quy trình công nghệ phức tạp, lần đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam. Công trình gồm nhiều hạng mục có mối liên kết chặt chẽ với nhau trong nhiệm vụ điều tiết, kiểm soát triều, vừa phải vận hành theo quy trình từng cụm công trình, vừa phải vận hành tuân thủ theo quy trình chung của hệ thống mới phát huy hiệu quả toàn dự án. Hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều dự án bất động sản bỏ hoang lâu năm đang có dấu hiệu tái khởi động với nhiều động thái đến từ cơ quan chức năng, các nhà đầu tư mới. Trong đó hoạt động mua bán, sáp nhập nhằm cứu các dự án này cũng đang được xúc tiến. Cụ thể đối với dự án treo hơn 20 năm, khu đô thị Sinh Việt, huyện Bình Chánh, dự án Saigon One Tower ngay trung tâm thành phố cũng đón nhận tín hiệu được hồi sinh vào đầu tháng 11 năm 2020 khi một doanh nghiệp muốn đăng ký tiếp tục đầu tư. Tuần qua, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố phối hợp Hội Di sản Văn hóa thành phố tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và kỷ niệm 15 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quận 1 và đền thờ Linh Đông quận Thủ Đức vinh dự đón bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ủy ban nhân dân thành phố cũng xếp hạng 6 di tích lịch sử văn hóa của thành phố, 2 di tích lịch sử và 4 di tích kiến trúc nghệ thuật. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ trao giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 23 năm 2020. Năm nay, đối tượng được xét chọn giải thưởng Võ Trường Toản là tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đang công tác tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, đơn vị trực thuộc, trường chuyên biệt trên địa bàn thành phố. Giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 23 năm 2020 đã chọn ra 50 nhà giáo gồm 14 cán bộ quản lý và 36 giáo viên được trao thưởng. Ngày 27 tháng 11, ban tổ chức chương trình Nhịp tim Việt Nam thuộc The Vina Capital Foundation công bố trở lại chương trình chạy bộ vì trái tim 2020 nhằm gây quỹ thường niên cho các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh. Điểm nổi bật nhất của chương trình năm nay là hình thức gây quỹ độc đáo thông qua chuỗi mini game show phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền thông chính thức của chương trình. Sau 7 năm phát động, chương trình nhận được trên 32 tỷ đồng giúp hơn 1.200 trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật miễn phí. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện test nhanh trên các nhóm thực phẩm có nguy cơ mất an toàn thực phẩm được sơ chế, đóng gói, kinh doanh tại các cơ sở kinh doanh thuộc kênh phân phối truyền thống như kit kiểm tra nhanh hàng the, phóc ngôn trên hải sản sống, thịt cá tươi và các sản phẩm chế biến từ giò chả, bánh cuốn, bánh phở, bún, kit kiểm tra nhanh phẩm màu bánh kẹo, mứt và nước giải khát, kit kiểm tra nhanh methanol trên rượu trắng và rượu không sử dụng các chất phụ gia có nồng độ cồn. Những mẫu có kết quả không đạt sẽ thông báo cho ban quản lý tại các chợ và cơ sở sản xuất, kinh doanh để chấn chỉnh.
Hiện nay tại khu vực phía đông thành phố, hệ sinh thái khởi nghiệp đã hình thành và phát triển mạnh mẽ. Để có sự tham gia của nhiều trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước tạo được các sản phẩm mang hàm lượng khoa học công nghệ cao. Khu vực phía đông cũng đã hình thành các chuỗi giá trị gia tăng, từ khâu nghiên cứu khoa học, nghiên cứu các ứng dụng, thiết kế sản phẩm, sản xuất sản phẩm phụ trợ, sản xuất sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, tiêu thụ sản phẩm và cung ứng dịch vụ. Trong đó, khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh tại quận 9 và khu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại quận Thủ Đức có vị trí chủ đạo, đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố. Với tổng diện tích khoảng hơn 643 hectare, theo mô hình đô thị đại học hiện đại, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cơ sở giáo dục lớn nhất cả nước với 27 đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trực thuộc và 8 đơn vị thành viên. Nơi này hiện có hơn 69.000 sinh viên đại học chính quy cùng đội ngũ nhà khoa học hùng hậu với hơn 400 giáo sư, phó giáo sư và gần 1.300 tiến sĩ. Ngay sau khi Thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương xây dựng khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông Thành phố Hồ Chí Minh gần 2 năm, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho khu công nghệ phần mềm ITB thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh làm đầu mối công việc và hình thành một nhóm nghiên cứu về đô thị sáng tạo phía đông. Sau điều chỉnh, khu vực này có chức năng kết nối, hỗ trợ cho hai khu vực trung tâm của đô thị sáng tạo tương tác cao để có thể hình thành một trung tâm đổi mới và hỗ trợ khởi nghiệp. ITB được định hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp, hướng đến xây dựng ITB thành trung tâm của khởi nghiệp và sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam. Trong khu này nó giống như một cái hệ sinh thái, thì mỗi công ty sẽ về một thế mạnh riêng. Thì trong đó công ty chúng tôi thì tập trung vào các giải pháp môi trường, kỹ thuật. Các công ty khác thì lại hỗ trợ chúng tôi rất tốt về cái mặt tích hợp hệ thống truyền dữ liệu cũng như các cái vấn đề về IoT. AI, như chúng ta thường nghe câu là có data là có tất cả, không data là không có gì. Thì hiện nay làm sao để chúng ta quan trắc được nhiều thông số môi trường để có những cái dữ liệu để cho việc quan trắc sau này, những việc đánh giá, phân tích và để có những cái định hướng về phát triển khu đô thị nó mang tính bền vững. Hiện nay tại nhiều quốc gia trên thế giới, khu đô thị sáng tạo luôn gắn với các đại học nghiên cứu, đóng vai trò là hạt nhân về đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, ươm mầm các doanh nghiệp tiềm năng, là trung tâm của đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Ngay từ khi thành lập, khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được hình thành ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh, Dĩ An, Bình Dương và là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đại học Quốc gia là một trong những cái hệ thống đại học lớn nhất cả nước, là nơi tập trung nguồn nhân lực chất lượng cao, bao gồm đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu, hệ thống các cái trung tâm nghiên cứu trực thuộc rất mạnh và các sinh viên rất là giỏi. Thì đây là cái nguồn cung tri thức cho khu đô thị tương tác cao của thành phố. Tại vì khu đô thị sáng tạo tương tác cao được hình thành là nhằm mục tiêu là phát triển một cái động lực mới dựa trên nền tảng kinh tế tri thức cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Và như vậy thì cái nguồn cung tri thức đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Và tất nhiên từ cái nguồn cung tri thức đó để ứng dụng vào thực tiễn, tạo ra những cái giá trị thực tiễn, giá trị kinh tế cho Thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta cần đến một cái trung tâm khác, đó là trung tâm ứng dụng tri thức, đó là khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội Đảng bộ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025, bên cạnh các mục tiêu như trở thành đại học trong nhóm các trường đại học hàng đầu châu Á, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia cũng đã xác định một mục tiêu rất cụ thể, đó là trở thành hạt nhân của khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố. Có thể nói, bằng việc xác định mục tiêu này đã gắn trách nhiệm của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xác định là bám theo ba cái chương trình đột phá và một cái chương trình trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh. Các cái chương trình đột phá, tôi nói ví dụ như đột phá về nhân lực, thế thì chúng tôi cũng sẽ tham gia các cái đề án về đào tạo nhân lực trình độ quốc tế, nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, các cái mô hình về đại học chia sẻ. Đối với cái trụ cột về thể chế
về quản lý, đổi mới về quản lý thì chúng tôi cũng sẽ tham gia đóng góp tư vấn các cái chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển. Tôi nói ví dụ như trường kinh tế luật, họ có các cái chính sách mới về cái tài chính số, ngân hàng số, thì đây là những cái nét rất là mới mà chưa có. Hay đối với trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn thì các cái đóng góp đó liên quan đến vấn đề là phát triển du lịch bền vững, gắn với văn hóa, gắn với lịch sử. Thì tôi cho rằng đây là những cái đóng góp cũng rất là quan trọng trong cái vấn đề là xây dựng và phát triển chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển. Cái lĩnh vực thứ ba đó là các cái về các cái sản phẩm, thì chúng tôi cũng xác định rằng là mình cũng sẽ tham gia với các cái sản phẩm nghiên cứu ứng dụng về công nghệ thông tin, về trí tuệ nhân tạo, phục vụ cho các cái vấn đề về giao thông, về y tế, về thương mại điện tử. Thì tôi cho rằng là một trong những cái điểm nhấn của cái lĩnh vực này đó là cái vấn đề là xây dựng một cái hệ sinh thái khởi nghiệp trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh gắn kết với lại cái chỗ khu công nghệ cao. Đối với khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang phát triển mạnh mẽ, tổng giá trị xuất khẩu 4 năm đạt 46,36 tỷ USD, ước năm 2020 là 17,24 tỷ USD, là hạt nhân thúc đẩy sự phát triển của khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố, nơi cung cấp và nuôi dưỡng những ý tưởng khoa học công nghệ, thu hút vốn, công nghệ, nhân lực công nghệ cao trong và ngoài nước, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Để thực hiện nhiệm vụ này, SHTB sẽ tập trung thực hiện mũi đột phá là đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết 50 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, chủ động thu hút hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Bên cạnh đó, đẩy nhanh việc triển khai, đưa vào hoạt động có hiệu quả các dự án đầu tư thuộc khu không gian khoa học quy mô 93 ha, khu trái tim của SHTB hiện hữu, tăng cường sự gắn kết giữa các doanh nghiệp, đơn vị bên trong SHTB với các trường đại học, viện nghiên cứu trong khu vực, đặc biệt là với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao một mức tiềm lực đổi mới sáng tạo, tỷ trọng sản xuất các sản phẩm công nghệ cao của các doanh nghiệp trong nước trong SHTB. Tầm nhìn về sự gắn kết giữa một bên là trung tâm trí thức và một bên là trung tâm ứng dụng trí thức đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hồ Chí Minh có cái sự nhìn nhận và hoạch định khá sớm từ khi hình thành khu công nghệ cao và từ khi hình thành Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cách đây hơn 20 năm bằng việc là đặt hai cái trung tâm này ở cạnh nhau. Chúng ta đã có được những cái nền móng để mà thực hiện cái chiến lược phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố thành cái hạt nhân mới, cái động lực mới cho sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới dựa trên nền tảng kinh tế tri thức. Trong đó tri thức đóng vai trò là nguồn lực đầu vào thiết yếu. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xác định phải là một trung tâm đổi mới sáng tạo, trong đó sự liên kết giữa ba nhà trường, nhà nước và doanh nghiệp trong thời gian tới phải được củng cố. Mối quan hệ của nhà trường, đơn vị sử dụng lao động là doanh nghiệp, đơn vị quản lý giống như quan hệ của kiềng ba chân vững chắc. Một trong những cái điểm nhấn của cái lĩnh vực này đó là cái vấn đề là xây dựng một cái hệ sinh thái khởi nghiệp trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh gắn kết với lại cái chỗ khu công nghệ cao. Cái hệ sinh thái này là nơi mà các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh, cao học, thậm chí là các thầy các cô của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ươm tạo những cái ý tưởng, những cái sản phẩm của mình. Các cái sản phẩm đó mà đạt được cái mức độ ứng dụng nhất định thì chúng tôi sẽ hợp tác với cái khu công nghệ cao ở kế bên để mà đưa nâng cái quy mô sản xuất lên ở diện rộng hơn. Một cái chương trình cuối cùng đó là về hạ tầng. Thế thì thành phố đang xây dựng cái khu đô thị thông minh, các cái hạ tầng về công nghệ thông tin thì Đại học Quốc gia cũng sẽ tham gia đóng góp về các cái giải pháp về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, đặc biệt là xây dựng các cái chính sách mà liên quan đến vấn đề kinh tế số, hạ tầng số, bởi vì đây là những cái mà trước giờ chưa có. Tôi nói ví dụ như đó là các cái vấn đề liên quan đến là bảo mật, an ninh an toàn dữ liệu, hay là việc mà thu thập dữ liệu cá nhân chẳng hạn. Thế thì làm sao mà đảm bảo rằng cái dữ liệu cá nhân mà chúng ta thu thập là nó đảm bảo được là cái tính riêng tư, tính bảo mật và đồng thời là chúng ta cũng có thể khai thác có một cách hiệu quả nhất. Thì đó là một số những cái nét chính mà Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong cái nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định trong cái văn kiện đại hội của Đảng bộ. Cũng trong cái việc là tham gia đóng góp và xây dựng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là cái khu đô thị tương tác cao phía đông.
Việc hình thành khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố với cơ sở hạ tầng thuận lợi, nhiều ưu thế được kỳ vọng thực hiện đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, kết nối chặt chẽ, hiệu quả giữa các chức năng trung tâm nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực trình độ cao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, dịch vụ trên nền tảng công nghệ cao, hạ tầng kỹ thuật và xã hội hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế và hỗ trợ tài chính, thương mại hiệu quả. Các tiềm năng lợi thế là tiền đề để thành phố Hồ Chí Minh xây dựng khu phía đông của thành phố trở thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao, là hạt nhân dẫn đầu và thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố và khu vực phía nam trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phù hợp xu hướng phát triển kinh tế tri thức của thế giới. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh cần có một công viên khoa học để thúc đẩy khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố phát triển. Công viên này đóng vai trò như là công cụ để chuyển dịch cơ cấu từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức, là bến cảng công nghệ thuận tiện cho xuất nhập khẩu hàng hóa công nghệ cao, tạo cửa ngõ quan trọng trao đổi tri thức công nghệ, sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ công nghệ cao. Tiếp theo đây là phản ánh về việc hình thành công viên khoa học tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi. Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh hiện thu hút thành công nhiều tập đoàn, công ty công nghệ với hàm lượng giá trị tạo ra từ nghiên cứu và phát triển trong cơ cấu giá trị sản phẩm vượt gấp nhiều lần so với sản phẩm từ các khu công nghiệp khác của cả nước. SHTB hiện đã có các đầu tư giáo dục quốc tế và công ty sản xuất sử dụng công nghệ cao là nền tảng cho sự phát triển kinh tế địa phương và đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của thành phố. Khu công nghệ cao B cũng đang tích cực triển khai giai đoạn 2 công viên khoa học tại phường Long Phước, quận 9. Đây là một trong những điểm nhấn đột phá về đổi mới sáng tạo, là tiền đề rất quan trọng cho khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố phát triển nhanh và bền vững. Công viên khoa học ở khu công nghệ cao rộng gần 200 hectare với mục tiêu phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, với đầu ra là các sản phẩm công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn. Các nhân tố tham gia vào hệ sinh thái công viên khoa học gồm trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu triển khai, các doanh nghiệp, khu sản xuất thử nghiệm. Công viên khoa học cũng là địa chỉ cung cấp nguồn nhân lực công nghệ cao, là tác nhân chuyển biến thành nội lực quốc gia để tạo động lực sản xuất mới. Đây cũng là nơi ươm tạo các doanh nghiệp non trẻ thành các doanh nghiệp đủ mạnh để gia nhập toàn cầu, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của thành phố và cả nước phát triển bền vững trong quá trình hội nhập quốc tế. Đồng thời là nơi thu hút đội ngũ tri thức, nhân tài, các nhà khoa học trong và ngoài nước, doanh nghiệp đến làm việc, sáng tạo công nghệ. Để một công viên khoa học hoạt động có hiệu quả, phải thực hiện hài hòa 5 yếu tố là nơi đáng sống, môi trường phát triển bền vững, cơ sở hạ tầng thuận lợi, có hệ sinh thái hoàn chỉnh, đầy đủ các tổ chức đầu tư, công nghệ, đào tạo, hỗ trợ không gian, dịch vụ, tư vấn, kết nối hiệu quả với các doanh nghiệp, có nguồn nhân lực chất lượng cao, kết nối được nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, thu hút khu vực tư nhân, các tập đoàn lớn đầu tư và nhận được sự hỗ trợ của nhà nước, hỗ trợ về chính sách, môi trường kinh doanh, định hướng chiến lược lâu dài. Mới đây tại hội thảo công viên khoa học, trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố Hồ Chí Minh, các diễn giả, chuyên gia tại các nước có tiềm lực khoa học công nghệ phát triển hàng đầu thế giới chia sẻ kinh nghiệm để một công viên khoa học hoạt động có hiệu quả. Các chuyên gia trong nước và quốc tế cũng đã giới thiệu các xu hướng vận hành và phát triển mô hình công viên khoa học tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và các chính sách hỗ trợ, mô hình tích hợp quy hoạch đô thị chung và quy hoạch phát triển công viên khoa học thành phố. Quý vị thân mến, nội dung chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay kỳ này của chúng tôi đến đây là kết thúc. Quý vị có thể xem lại nội dung này trên website nhân dân tv.vn. Mọi thông tin liên lạc mong quý vị gửi về địa chỉ email tbhcmhomnay.tv@gmail.com. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các lần phát sóng tiếp theo.